Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật về giá sầu riêng mới nhất hôm nay, ngày 22 tháng 10 năm 2023. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ, thành công trong mọi công việc. Các bạn xem video, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like và một đăng ký kênh, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây là những thông tin chi tiết về giá sầu riêng hôm nay. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá sầu riêng hôm nay ngày 22 tháng 10 năm 2023, giá sầu riêng G6 tiếp tục tăng cao. Giá sầu riêng xuất khẩu Trung Quốc ngày 22 tháng 10 với loại sầu riêng G6 hạng A 92.000 đồng trên kg, loại cân nặng từ 1,8 tới 5 kg, 2,7 hộc trở lên, tăng 7.000 đồng trên kg so với phiên trước đó. G6 hạng B 75.000 đồng trên kg, loại cân nặng từ 1,6 tới 5,5 kg, 2,5 hộc trở lên, tăng 5.000 đồng trên kg. Mon thong hạng A 102.000 đồng trên kg, loại cân nặng từ 2 tới 5,5 kg, 2,7 hộc trở lên, tăng nhẹ 2.000 đồng trên kg. Mon thong hạng B 85.000 đồng trên kg, loại cân nặng từ 1,8 tới 6 kg, 2,5 hộc trở lên. Giá sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc hôm nay ghi nhận tăng mạnh trên thị trường. Giá sầu riêng trong nước ngày 22 tháng 10. Sầu riêng G6 từ 40.000 tới 92.000 đồng trên kg, tăng thêm 4.000 đồng kg so với phiên trước. Sầu riêng Thái hôm nay có mức giá từ 45.000 tới 100.000 đồng trên kg, tăng thêm 2.000 đồng trên kg và chạm mốc 100.000 đồng trên kg với sầu Thái đẹp lựa. Sầu Musa King 100.000 tới 150.000 đồng trên kg. Về tình hình giá sầu riêng ở các khu vực trong nước hôm nay, tùy theo quãng đường vận chuyển xa hay gần, mà giá sầu riêng có sự chênh lệch ít nhiều, cụ thể ở các khu vực như sau. Giá sầu riêng tại Tây Nguyên hôm nay ngày 22 tháng 10, với sầu riêng G6 đẹp lựa, 75.000 tới 90.000 đồng trên kg. Sầu riêng G6 xô, 40.000 tới 70.000 đồng trên kg. Nhìn chung khu vực Tây Nguyên, sầu riêng G6 đã tăng thêm 2.000 đồng tới 5.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái, đô na đẹp lựa 80.000 tới 100.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái mua xô 45.000 tới 75.000 đồng trên kg. Bảng giá sầu riêng khu vực các tỉnh Đông Nam Bộ, ngày 22 tháng 10 cụ thể như sau. Sầu riêng Mu Sang Kinh, 100.000 tới 150.000 đồng trên kg. Sầu riêng G6 đẹp lựa, 75.000 tới 90.000 đồng trên kg. Khu vực này sầu riêng G6 hàng đẹp cũng tăng 2.000 tới 5.000 đồng trên kg. Sầu riêng G6 xô, 40.000 tới 60.000 đồng trên kg. Sầu riêng Thái Lan, đô na đẹp lựa, 80.000 tới 99.000 đồng trên kg. Duy trì đà tăng cao. Sầu riêng Thái mua xô, 45.000 tới 75.000 đồng trên kg. Giá sầu riêng tại khu vực miền Tây, hôm nay ngày 21 tháng 10. Sầu riêng G6 đẹp lựa, 75.000 tới 92.000 đồng 1 kg. Tăng thêm 2.000 tới 5.000 đồng trên kg so với phiên trước đó. Sầu riêng G6 xô, 40.000 tới 70.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái Lan đô na đẹp lựa, 80.000 tới 99.000 đồng 1 kg. Sầu riêng Thái mua xô, 45.000 tới 75.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, hàng ngàn hecta sầu riêng tỉnh Lâm Đồng bị vàng lá thối rễ. Ngành nông nghiệp huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng thông tin, địa bàn đang có gần 2.500 hecta diện tích cây trồng sầu riêng đang bị nhiễm bệnh sỉ mủ, vàng lá thối rễ. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thường xuyên thăm vườn, kịp thời khai mương, vét rãnh quanh vườn, áp dụng tổng hợp các biện pháp phòng bệnh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thời tiết diễn biến phức tạp, lượng mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày làm cho đất bí chặt, bộ rễ cây bị suy yếu, tạo điều kiện thuận lợi cho nấm bệnh tấn công. Ngoài ra, một số hộ nông dân sử dụng phân bón hóa học, sử dụng chất kích thích tăng trưởng quá liều lượng làm giảm sức đề kháng của cây, nhiều hộ phòng trừ bệnh chưa đúng kỹ thuật. Ủy ban nhân dân huyện đã giao cho các cơ quan, đơn vị hướng dẫn cho các hộ đang trồng loại cây ăn trái áp dụng các biện pháp phòng trừ bệnh. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân thường xuyên thăm vườn, kịp thời khai mương, vét rãnh quanh vườn, áp dụng tổng hợp các biện pháp phòng bệnh. Khi vườn có dấu hiệu nhiễm bệnh thì các hộ dân cần xử lý triệt để, tránh lây lan trên diện rộng. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cập nhật những thông tin giá sầu riêng hôm nay. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.